Chiều hôm qua 29 tháng 11, Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Bảo tàng Hà Nội lần đầu công bố kết quả nghiên cứu phục dựng hình thái kiến trúc điện kính thiên trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mùng 2 tháng 12 năm 1953, mùng 2 tháng 12 năm 2023. Trải qua hơn 388 năm tồn tại, năm 1816, vua Gia Long đã cho xây dựng cung điện mới tại nền điện Kính Thiên để làm hành cung cho các vua nhà Nguyễn mỗi khi tuần du ra Bắc. Năm 1886, sau khi Pháp chiếm Hà Nội, điện Long Thiên bị phá hủy để xây dựng tòa nhà của quân đội Pháp. Dấu tích lưu lại những ký ức vàng son của điện Kính Thiên ngày nay là bậc thềm đá chạm rồng đã trở thành bảo vật quốc gia. Sau hàng chục cuộc khai quật khảo cổ xung quanh Điện Kính Thiên, chìa khóa quan trọng cho hành trình nghiên cứu về hình thái kiến trúc Điện Kính Thiên đã được tìm ra. Trên cơ sở đó khẳng định, kiến trúc Điện Kính Thiên thuộc loại kiến trúc đấu củng. Và dựa vào đặc biệt là mô hình mà chúng ta đều biết là phát hiện ở Hoàng Thành Thăng Long 2021, đúng không ạ? Rồi chúng ta lại biết được các cái hình vẽ trên cái đồ gốm là xuất khẩu vẽ màu vào thời Lê Sơ. Thì đấy là những cơ sở khoa học rất quan trọng để chúng ta càng khẳng tiếp tục khẳng định kiến trúc Điện Kính Thiên là kiến trúc đấu củng. Và cái đấu củng nó sẽ là một cái chìa khóa rất quan trọng cho cái việc nghiên cứu giải mã về hình thái kiến trúc để mà có thể từng bước phục dựng hình thái hệ khung giá đỡ mái, rồi là hình thái bộ mái, rồi hình dạng chung cả một công trình kiến trúc Điện Kính Thiên. Từ các cấu kiện gỗ, ngói, cột chân đá, các nhà khoa học đã xác định được chiều dài, chiều rộng hình thái kiến trúc và hình thức xây dựng trang trí Điện Kính Thiên. Kiến trúc này có quy mô lớn, gồm 7 gian, 2 trái, diện tích gần 1.200 m². Điện được xây dựng trên nền cao, phía trước có 11 bậc thềm đá chạm rồng, phân làm 3 lối đi, chính giữa dành cho vua, hai bên dành cho các quan đại thần. Mái lợp ngói rồng men vàng đặc sắc và được trang trí bằng các tượng đầu rồng vươn cao. Đáng chú ý, hoa văn được tô vẽ bằng vàng thật cho thấy sự giàu có thời bấy giờ. Rõ ràng là thông qua cái hình thái kiến trúc của Điện Kính Thiên, chúng ta cũng rất là tự hào về cha ông chúng ta, cả về trí tuệ, cả về cái tầm vóc và cái quá trình lịch sử rất hào hùng của dân tộc chúng ta. Tôi rất là mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu về vấn đề này và từ các cái dữ liệu lịch sử, từ các cái hiện vật để có cái nghiên cứu sâu sắc hơn nữa để phục dựng một cách hoàn chỉnh, đầy đủ, chính xác cái Điện Kính Thiên. Và rất mơ ước đến một ngày nào đó nhà nước có những đầu tư thỏa đáng để chúng ta hiện thực hóa cái hình thái kiến trúc Điện Kính Thiên này trong thực tế. Kết quả nghiên cứu này đã đóng góp quan trọng và thiết thực trong việc quảng bá hình ảnh di sản Hoàng Thành Thăng Long, giúp hình thành rõ ràng hơn, cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp độc đáo, tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc kinh thành thời Lê Sơ trong Hoàng cung Thăng Long xưa.